Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, do được tam hợp cục với Thái Tuế, hơn nữa lại có lưu niên hỷ thần, nên trong tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi, công việc liên tục thăng tiến, bản thân thì luôn bình tĩnh để không xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi Ngọ tháng 10 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp, nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều, cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này, nếu có dự định mở rộng kinh doanh, làm ăn, thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong các hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp giải hỏa. Giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này không có quá nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người làm kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không chồi không sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc, sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm thì sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt là kim bài Thái Tuế của phong thủy Sa Cát được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Ngọ trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm, cũng không nên kiêng khem quá mức, khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Ngọ tháng 10 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ trải qua nhiều vất vả, lo toan trong công việc, tiền bạc vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Ngọ cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Sa Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng cuối năm Nhâm Dần trên phương diện gia đạo, người tuổi Ngọ nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Ngọ. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Do đào hoa mạnh nên những người đã có gia đình cần chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tranh nóng vội, không tỉnh táo, rất dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954.
Dù đã bắt đầu đến độ tuổi nghỉ hưu, nhưng người tuổi Giáp Ngọ vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý về vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Với người tuổi Mậu Ngọ, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới. Dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, trong khi đó người kinh doanh buôn bán cũng sẽ phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Gia chủ Canh Ngọ đều đã ra đời, có cuộc sống tự lập, tuy nhiên một số chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Do đó đều thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa, hãy nên chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Xét tổng quan tử vi tháng Tân Hợi năm 2022 Nhâm Dần được dự báo là quá tốt đẹp với bạn tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ và cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học tới. Về vấn đề tài chính, mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên dư giả nhiều so với nhu cầu chi tiêu. Vấn đề tài chính mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có dư giả nhiều so với nhu cầu chi tiêu. Tuy nhiên về quan hệ bạn bè và người thân sẽ gặp rắc rối, có đôi chút cãi vã không mong muốn. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tị, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Tháng này không phải là tháng quá đen đủi đối với những người tuổi ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 10, tức ngày 26 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 10, tức ngày 7 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hại Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 10 tức 19 tháng 11 dương lịch có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 10, tức ngày 2 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 10, tức ngày 14 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc sẽ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc anh chị liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của người tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 10 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!